Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại, nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng. Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kiềm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân. Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường. Học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình. Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Giá trị của một người không nằm ở những thứ mà anh ta có, hay thậm chí là những điều mà anh ta làm, mà là bản chất của anh ta. Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống. Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình, ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.